Trưa ngày 21 tháng 8, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Tấn Minh cho biết, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Gia Định đã ban hành quyết định về kỷ luật viên chức. Hình thức kỷ luật là cảnh cáo đối với thầy Nguyễn Minh Trung, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Gia Định. Quyết định có hiệu lực 12 tháng. Hiện nay, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét tổ chức kiểm điểm đối với hiệu trưởng trường này. Trước đó, liên quan đến các cáo buộc, thầy giáo Nguyễn Minh Trung có hành vi gian lận tại cuộc thi Genius Olympiad. Vào đầu tháng 7 năm 2023, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị báo cáo. Sự việc bắt nguồn từ một bài viết được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cáo buộc của phụ huynh và học sinh về việc thầy giáo Nguyễn Minh Trung đánh tráo tác phẩm giữa hai học sinh, Trường Trung học Cơ sở Lê Văn Tám và Trường Trung học Phổ thông Gia Định để tham gia cuộc thi Genius Olympiad năm 2023 diễn ra tại Mỹ vào tháng 6 năm 2023. Genius Olympiad là cuộc thi quốc tế liên quan các vấn đề về môi trường thông qua các dự án nghiên cứu khoa học, viết sáng tạo, kinh doanh, nghệ thuật, âm nhạc, làm phim ngắn. Cuộc thi do Viện Công nghệ Rochester tổ chức, có sự tham gia của học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.